tử vi thứ bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 18 tháng 2 năm 2023 âm lịch ngày bính thân, tháng ất mão, năm quý mão. Xung ngày, giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tất, nhâm thìn xung tháng, kỷ dậu. Đinh dậu, tân mùi, tân sửu. Thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn. 1. Tuổi Tý ngày mới tuổi Tý có chính quan trợ vận, nhờ vậy mà công việc suôn sẻ hơn hẳn. Thì cử thuận lợi, xin việc cũng may mắn, những đề bạt về thăng chức tăng lương được xếp cất nhắc. Đường tình cảm được tam hợp nâng đỡ, may mắn dồn hết về tuổi Tý. Bạn đón ngày mới với tâm trạng ung dung tự tại, dung hòa với mọi người xung quanh nên ai cũng thích nói chuyện với tí. Con giáp này còn thích giao lưu kết bạn với những người có chung sở thích với mình. Đường Tài Lộc cũng may mắn không kém nhờ cục diện thủy sinh kim. Bạn suy nghĩ rất đơn giản nên hiếm khi phải đau đầu quá nhiều vì tiền. Con giáp này biết hài lòng với những thứ đang có, không tham sân si quyền chức hay tiền bạc. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cam quý nhân phù trợ thìn thân. Hai, tuổi sửu ngày thứ bảy tuổi sửu có thương quan lâm vận nên phải hết sức cẩn thận khi đi làm. Đừng quan tâm đến chuyện của người khác, bạn hãy làm tốt việc của mình nếu như không muốn bị khiển trách. Mất việc, vận tình cảm vì cục diện thổ sinh kim nên đỡ đen đủi hơn hẳn. Này nếu có ai đó nói rằng bạn quá chủ động trong tình yêu. Tình bạn thì cũng đừng ngại nhé bởi chẳng ai có thể sống được thay bạn trong cuộc sống này cả. Đường Tài Lộc khá là khởi sắc hơn mọi ngày. Tuy không phải là con giáp giàu có nứt vách nhưng ít ra bạn có ý chí làm giàu, không đầu hàng trước số phận. Đầu óc lúc nào cũng nhanh nhẹn, linh hoạt tìm đường kiếm tiền. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng sữa, vàng quý nhân phù trợ, dậu tí. 3. Tuổi dần tuổi dần gặp thiên ấn chiếu mệnh nên những người làm nghề tự do, dịch vụ, y dược sẽ thấy tiếng nói của mình có tác dụng hơn mọi ngày. Tuy nhiên bạn cũng cần phải cẩn thận với khách hàng bởi rắc rối sẽ từ đó mà ra. Đường tình cảm không may mắn vì lâm tương xung con giáp này khá nóng tính dễ mà cãi nhau với bạn bè hoặc người yêu chỉ vì chuyện nhỏ người có gia đình thì hay trốn tránh việc nhà vợ chồng trách móc nhau mặt tiền bạc vì kim khắc mộc nên dần phải hết sức cẩn thận với tính cách nóng nảy và thiếu kiềm chế nên có thể mắc phải nhiều sai lầm đáng tiếc những việc liên quan đến giấy tờ sổ sách phải cẩn thận giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương. Tím quý nhân phù trợ ngọ tuất. Bốn, tuổi mão xem tử vi chính xác nhất vận lâm chính ấn nên công việc khá cứng nhắc. Mão vốn là người thông minh, nhân hậu, không ham danh lợi nên công việc khó phát triển nhanh. Trong ngày bạn có thể sẽ gặp đôi chút chuyện rắc rối ập xuống liên quan đến sếp. Đường tình cảm vì mộc khắc kim nên cũng khá vất vả. Nhiều bạn trẻ tuổi mão khổ vì tính. Chỉ vì nghĩ quá nhiều cho người ta mà làm khổ mình. Con giáp này hay bị thiệt thòi trong các mối quan hệ và dễ bị lợi dụng tình cảm. Vận tài lộc cũng lao đao không kém. Nhiều món nợ từ lâu đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu đòi lại được. Nhiều người bên ngoài giả tạo ngon ngọt vay tiền nhưng đến khi bạn hỏi nợ thì im bạt. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, đen. Hồng quý nhân phù trợ, hợi tuất. Nam, tuổi thìn ngày mới tuổi thìn có tam hợp nâng đỡ, vì thế nên công việc rất khởi sắc. Bạn nào có ý định mở hàng, khai trương hay đi làm ăn xa thì cứ tiến hành đi nhé bản mệnh cũng biết vận dụng các ưu điểm của bản thân để công việc diễn ra theo đúng kế hoạch vận tình cảm nhờ cục diện thổ sinh kim nên khá đỏ tình duyên lứa đôi trong tiến triển rất tốt cuối ngày trình là thời điểm may mắn nhất các mối quan hệ xã giao xung quanh cũng tiến triển tốt đường tài lộc nhờ thực thần nên lộc lá đầy mình lộc trong ngày không phải là được cho nhiều tiền hay nhặt được tiền bạn sẽ được mời đi ăn, được cho đồ ăn hoặc được người khác tặng quà ủng hộ. Giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, vàng. Nâu no quý nhân phù trợ, dậu tí. 6. Tuổi tỵ công việc gặp tỷ kiên nên khá chật vật. Đi làm hay có người xăm soi, phán xét, làm khó bạn. Ăn ở hiền lành nhưng toàn gặp những người không ra gì dù bạn có làm tốt thì vẫn bị moi móc lỗi lầm ra để nói vận tình cảm lâm tương phá có điểm phá hoại kẻ thứ ba các bạn tuổi này hết sức cẩn trọng coi chừng có kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình không ngăn cản kịp thì rất nguy hiểm bạn bè chơi với nhau cũng vậy không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ mặt tiền bạc vì hỏa khắc kim nên cũng không khá khẩm hơn là mấy bạn nên thận trọng với những mánh khóe mà kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra để bạn đánh mất tiền bạc mà không hiểu nổi lý do vì sao. Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường, đen, xanh lá quý nhân phù trợ, sửu. Thân. 7. Tuổi ngọ công việc của tuổi ngọ gặp kiếp tài nên những bạn làm tự do sẽ có lộc, người làm công chức thì vất vả hơn. Hãy nhớ không có thành công nào là dễ dàng cả phải làm những việc nhỏ thì mới làm được việc lớn vận tình cảm chịu ảnh hưởng từ cục diện hỏa khắc kim là con giáp mang mệnh khổ vì quá lo cơm áo gạo tiền nên ngọ không có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà chịu ít nhiều ảnh hưởng hãy chia sẻ nhiều hơn để người ấy thông cảm và hiểu mình tiền bạc kém may đồng tiền kiếm ra không hề dễ dàng hay bị hỏi vay mượn tiền, có kẻ ghen ăn tức ở hay nói đều bạn. Bản thân vốn đã bận rộn nhưng cũng không thể yên ổn với thiên hạ. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, vàng quý nhân phù trợ tuất mùi. 8, tuổi mùi tuổi mùi gặp thương quan nên cẩn thận bị mất trước, nghỉ việc hoặc nghỉ học. Ngày này tâm trạng của bạn khá khó chịu, không muốn làm gì cả chỉ muốn được thở phào nhẹ nhõm một chút vì thời gian qua đã quá áp lực rồi điểm sáng trong ngày là mặt tình cảm vì thổ sinh kim mùi được bạn bè và người thân ủng hộ giúp đỡ trên mọi phương diện nhờ biết chia sẻ thông cảm và thấu hiểu cho nhau khiến tình cảm của bạn và người ấy trở nên bền chặt hơn hãy lên kế hoạch cho tương lai gần của mình những cơ hội tốt về tiền bạc sẽ đến với bạn sớm thôi chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng thể hiện năng lực bản thân cũng như nắm bắt tốt thời cơ sẽ giúp bạn nhận được kết quả xứng đáng. giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường trắng, nâu đậm quý nhân phù trợ ngọ mão. chín tuổi thân thứ bảy này mặt công việc của tuổi thân có thiên tài nên những bạn nào thừa kế sự nghiệp từ gia đình sẽ gặp may mắn. hãy xem những cuộc tranh luận xung đột là cách để đối diện với sự thật và thấu hiểu công việc hơn. Vận tình cảm nhờ cục diện hai hành kim tương hòa nên tránh được những xung đột xảy ra trong hôm nay. Bầu không khí yêu đương giữa bạn và người ấy khá đều đều, không cãi và ẩm ý, cũng không quá ngọt ngào. Chuyện tiền bạc không quá khó khăn như bạn nghĩ đâu. Kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ giúp bạn kiếm tiền. Nếu cần sự giúp đỡ của mọi người cũng đừng ngại ngùng mở lời với họ. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, bạc đỏ quý nhân phù trợ thìn tỵ. 10. Tuổi dậu tử vi cá nhân hàng ngày, mặt công việc tuổi dậu được chính tài nâng đỡ nên rất phát triển. Tiền lương có dấu hiệu tăng lên sau thời gian dài chật vật. Bạn làm việc đến đâu là chắc chắn và xong đến đấy, không hời hợt hay chậm chạp như mọi người. Đường tình cảm được tam hội hỗ trợ nên các mối quan hệ tiến triển thuận lợi. Sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè nên bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và biết hết giá trị của cuộc sống. Vận tiền bạc gặp cục diện hai hành kim tương hòa nên giàu không phải đau đầu quá nhiều vì tiền. Việc mạnh dạn nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình khi bị vay tiền sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái cũng như nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường trắng. Đỏ đô quý nhân phù trợ tị, sửu. 11, tuổi tuất công việc của tuổi tuất hôm nay được tam hội tương trợ nên sẽ có người đến chỉ bảo và giúp đỡ bạn. Dường như bên trong con người bạn đang có một nguồn năng lượng dồi dào cùng sự nhiệt huyết tràn đầy. Cục diện thổ sinh kim giúp tình cảm đi lên nếu bạn và người ấy yêu nhau đã lâu rồi thì đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để hai người bàn tính tới chuyện kết hôn đấy bạn dễ dàng tiếp thu năng lượng từ những người khác vì thế hãy tránh những người tiêu cực chuyện tiền bạc nhờ thực thần nâng đỡ nên bạn có cơ hội cho phép bản thân thử sức cũng như thực hiện các kế hoạch làm ăn lâu dài hữu xạ tự nhiên hương làm ăn trong sạch khiến người khác yêu quý dễ mà có lộc ăn uống giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường, nâu, hồng quý nhân phù trợ, mão, dần. 12. Tuổi hợi thứ bảy tuổi hợi có thiên quan chiếu mệnh, đi làm cẩn thận đồng nghiệp tiểu nhân tranh đấu, cướp công. Nếu cảm thấy năng lực của mình so với đồng nghiệp có phần thấp kém hơn thì bạn cần nhanh chóng vực dậy tinh thần đường tình cảm may mắn nhờ cục diện kim sinh thủy nên cuộc sống đỡ áp lực hơn rất nhiều bạn có thể xin nghỉ làm và đến một nơi nào đó yên tĩnh để tinh thần đầu óc được thư giãn cùng người yêu bạn bè cũng rất tốt đấy mặt tài lộc có thay đổi tốt sự ổn định và sự an toàn luôn là những yếu tố không thể thiếu của bạn bạn có thể chiều bản thân mình một chút đó bởi may mắn đã mỉm cười với bạn rồi Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, cam, xanh là quý nhân phù trợ, mùi, mão.